Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về ray casting. Bắn tia, nôm na là khi ta bấm vào màn hình thiết bị, ta sẽ tính toán được một vị trí để đặt vật thể trong không gian ảo. Ray casting bắn tia nghĩa là bạn sẽ tạo ra một tia tính từ camera trong Unity, đi qua near clipping plane nghĩa là cái mặt cắt gần của cái camera đó và đi vào trong scene để kiểm tra xem tia đó trúng vào đối tượng nào ở trong scene. Và từ đó ta có vị trí trúng để thực hiện logic tùy ý, ví dụ như là đặt một vật thể ngay tại đó. Tôi quay lại Unity Editor và gắn thêm component AI Raycast Manager vào Game Object AI Section Origin. Sau đó thì tôi tạo một thư mục script và ta sẽ tạo một C# script ở trong này, đặt tên là Simple Raycast. Mở nó lên trong Visual Studio, đầu tiên thì ta sẽ xóa hàm star đi vì chưa cần xài. Sau đó thì ta sẽ thêm dòng using Unity Engine.xr.arFoundation. Nhờ nó mà ta sẽ thêm được một biến, ta sẽ tạo được một biến thuộc lớp AR Raycast Manager. Giờ tôi sẽ tạo thêm một tham chiếu tới cái prefab mà tôi sẽ khởi tạo động để đặt cái đối tượng nó vào vị trí mình muốn đặt. Và thêm một biến nữa, biến private để giữ tham chiếu tới cái đối tượng đã tạo động đó. Trong update đầu tiên tôi sẽ check null cái raycast manager này. Tiếp theo thì tôi sẽ dùng hàm này, hàm input.getMouseButtonDown để kiểm tra nếu như con chó chuột trên PC hay là ngón tay trên mobile có đang bấm vào màn hình hay không. Tạm thời ta dùng chung hàm này cho hai nền tảng. Tôi sẽ tạo thêm một biến public nữa để tham chiếu tới camera ở trong scene dùng để bắn tia. Và trong update thì tôi cũng sẽ check null cho tham biến này để đảm bảo rằng là chúng ta đã kéo thả nó ở ngoài Unity Editor. Bây giờ ta sẽ tạo một ray, một tia bằng hàm screen point to ray này và truyền vào vị trí con chuột hay chính là vị trí ngón tay lúc bây giờ trên màn hình. Sau đó thì ta gọi hàm raycast này và truyền vào cái tia đó, cái tia mới tạo đó. Ta cần phải tạo thêm một cái mảng để lưu những đối tượng mà ta bắn tia chúng, mà nên nhớ là mảng này phải tạo mới chứ không được gán luôn. Nếu hàm này trả về true nghĩa là có bắn trúng đối tượng nào đó trong scene thì ta sẽ thêm một cái if else này. Đầu tiên thì tôi sẽ kiểm tra xem tôi đã từng tạo một cái đối tượng thuộc cái prefab đó hay chưa. Ta sẽ lấy phần tử đầu tiên trong cái mảng mà bắn trúng ra, mà ta sẽ lấy giá trị pose của biến nó. Pose lưu giữ thông tin về vị trí và hướng trong không gian 3D. Và tôi sẽ tạo một đối tượng thuộc cái prefab mà tôi đã kéo thả ngoài scene, ngoài public Unity Editor, và tôi truyền vào vị trí cũng như là hướng của cái pose này để ta khởi tạo đối tượng này đúng vị trí đó và với cái hướng đó luôn. Ở trong L thì vì ta đã có đối tượng này rồi nên ta chỉ cần gọi hàm set position and rotation để chỉnh vị trí và hướng cùng một lúc. Hàm này cũng được khuyên dùng khi mà bạn cần chỉnh cả vị trí và hướng cùng một lúc thay vì chỉnh riêng lẻ hai tham biến này. Trước khi quay lại Unity Editor thì chỗ này, trong hàm này tôi sẽ truyền thêm một tham số nữa. Kiểu dữ liệu của nó sẽ là XR AR Subsystem Trackable Type. Ở đây cho ta một bộ lọc để kiểm tra những loại đối tượng mà tia có bắn trúng hay không, gồm có các loại đối tượng như là khuôn mặt, hình hay là mặt phẳng vân vân. Thì trong ứng dụng này tôi chỉ muốn kiểm tra nếu tia bắn trúng mặt phẳng hay không thôi, nên tôi sẽ chọn là Lens. Như vậy là xong rồi, một script đơn giản để bắn tia và đặt một đối tượng. Giờ tôi sẽ quay lại Unity Editor. Tôi sẽ tạo một game object. Ta sẽ đặt tên là Raycasting. Và sẽ gắn cái script mà tôi vừa viết vào. Ta sẽ tạo một cái prefab được dùng để khởi tạo động và đặt vào vị trí lúc bắn trúng trong lúc runtime.
ta sẽ xét hệ số scale nó vừa đủ và đặt tên nó là Raycast Test Object. Ta sẽ kéo thả nó vào từ mục prefab để tạo prefab. Giờ tôi sẽ tạo thêm một thư mục nữa để dành để chứa những cái chất liệu. Trong này thì tôi sẽ tạo một cái chất liệu và chỉnh tôi sẽ chỉnh màu cho nó, chuyển sang màu khác với màu trắng. Ở đây tôi sẽ chọn màu xanh da trời. Ok, bây giờ tôi sẽ xóa cái prefab ở trong scene. Tôi sẽ bấm đúp vào cái prefab này và gán cho nó cái chất liệu xanh da trời này. Xong rồi thì ta sẽ kéo thả tham chiếu prefab này vào cái biến này, biến object to place prefab, và cho nó tham chiếu tới Raycast Manager ở trong AI Section Origin, đồng thời là kéo thả tham chiếu camera vào đây. Ta sẽ lưu scene lại, mở build setting lên và tạo build. Tôi sẽ chọn append. Ở đây bấm play để xuất ra điện thoại. Ok, như vậy đây là ứng dụng AI đơn giản. Giờ tôi sẽ bật nó lên trên điện thoại và test thử. Sau khi nhận diện được mặt phẳng thì tôi sẽ bấm vào và tôi thấy là quả cầu xanh đã được cải tạo và đặt ở vị trí tôi bấm chúng đúng như mong muốn. Bấm vào chỗ khác thì sẽ đặt quả cầu đó sang vị trí mới. Ta có thể nhận diện thêm mặt phẳng ở trên sàn nhà, bấm vào đó để đặt quả cầu. Cũng giống như vậy. Script đơn giản này thì bạn có thể dùng bất kỳ prefab nào cũng được. Tôi có một bản build khác thay hình cầu xanh bằng một nhân vật 3D hoạt hình Unity Chan, khá là gần gũi từ Unity Nhật Bản. Cũng như quả cầu thì ta có thể bấm vào màn hình để hiển thị và thay đổi vị trí của nhân vật này ở trong scene.